Lúc sáng mình có giới thiệu đến các bạn trùm cuối Lexus 570 thì chiếc xe này xứng đáng là em trai của trùm cuối Lexus 570. Tên của nó là Toyota Land Cruiser V8. Sản xuất 2016, giá 3 tỷ 295 triệu, cực kỳ hầm hố, vóc dáng to lớn và mạnh mẽ. Chiếc SUV cỡ lớn được mệnh danh là ông vua địa hình và là trùm cuối của Toyota phân phối chính hãng tại Việt Nam. Động cơ 4.6 lít hút khí tự nhiên, chỉ thua kém duy nhất động cơ 5.7 lít trên Lexus 570. Ngoại thất sang trọng với mặt ca lăng, đèn bi projector hai bóng kép, la răng 18 inch, gầm cao. Nội thất màu kem sáng cực kỳ rộng rãi, kể cả là hàng ghế thứ ba luôn. Hàng ghế thứ hai với những tiện nghi vượt trội như điều hòa, 4 vùng độc lập, kệ tì tay, khay để cốc. Các chi tiết da và gỗ xuất hiện hàng loạt, cùng với đó là màn hình giải trí 7 inch. Khoang cabin không thua kém bất kỳ một mẫu xe SUV cỡ lớn nào trên thị trường. Các chất liệu da, gỗ, bạc, chrome được phối hợp rất hài hòa. Ghế lái chỉnh điện đa hướng, vô lăng chỉnh điện nhớ 3 vị trí. Màn hình giải trí 8 inch cao cấp, có kèm sẵn cam 360, hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Và đây, được mệnh danh là niềm tự hào của Land Cruiser. Chuyên gia vượt địa hình, có tới 5 tùy chọn địa hình, bất kỳ đá, học, núi, tuyết, băng, cát, bùn, đất. Một mình tôi chấp tất. Mức giá 3 tỷ 295 triệu. Land V8 2016. Một con số tuyệt vời, một chiếc xe tuyệt vời.